Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021 giờ Houston. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng của Anh là ông Robert Wallace đã có chuyến viếng thăm chính thức tới Việt Nam vào ngày 21 tháng 7 cho đến ngày 23 tháng 7. Hôm nay ông rời Việt Nam về lại nước. Trưa ngày 21 tháng 7 năm 2021, thưa quý vị, chiếc không lực của Hoàng gia Anh đã chở ông Robert Wallace đến Hà Nội. Và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam, đã ra đón tiếp ông một cách rất long trọng. Trong hình ảnh đều thấy rằng là có trải thảm đỏ và đội quốc quân kỳ của Việt Nam đón tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh. Trong thời gian mà ông Robert Wallace ở tại Việt Nam, ngoài việc mà gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam là Đại tướng Phan Văn Giang ra, ông cũng đã từng gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính để khẳng định vị thế của nước Anh là xoay trục về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và Việt Nam là trục giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nên là nước Anh có một sự hợp tác chặt chẽ ít nhất là 10 năm với Việt Nam. Để mà kiện toàn được việc tự do hàng hải. Rồi ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Anh là ông Robert Wallace cũng nói về vấn đề mà Việt Nam đã gìn giữ hòa bình trong đội quân giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, nhất là ở tại Nam Sudan kỳ vừa qua. Vị thế của Việt Nam là một vị thế đáng được tôn trọng trên chính trường quốc tế và nước Anh. Quý vị biết rằng là cách đây mấy năm, nước Anh đã xây dựng một bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan, và tới năm 2018, nước Anh đã giao cái bệnh viện dã chiến này cho Việt Nam vận hành, gìn giữ hòa bình ở tại Nam Sudan. Ông Robert Wallace tới thăm các quân nhân của Việt Nam, ông bày tỏ đó là ông lấy làm vinh dự và thấy rằng là Việt Nam rất là có trách nhiệm đối với sự an ninh của thế giới. Như vậy là uy tín của Việt Nam đối với Anh rất là cao, thưa quý vị. Ông có khen các quân nhân của Việt Nam. Trở lại vấn đề đó là ông gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là ông Phan Văn Giang, Đại tướng Phan Văn Giang. Thì mục tiêu của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng của Anh là gì? Ông Robert Wallace ông nói rằng là cái sự thách thức an toàn ở Biển Đông là một thách đố lớn trong cái bối cảnh thế giới đang rất là phức tạp bây giờ. Nên là nước Anh và Việt Nam cần có sự thắt chặt quan hệ với nhau hơn nữa để bảo đảm được an toàn của Biển Đông, tự do hàng hải. Và cũng nhân cơ hội này thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam có nói rằng là hiện giờ đó là dịch đang bùng nổ lớn. Nếu mà nước Anh có thể được thì giúp thêm cho Việt Nam các vaccine, nhất là vaccine AstraZeneca của Anh, để cho quân đội Việt Nam được an toàn, bảo vệ được
tự do hàng hải cũng như là gìn giữ lực lượng hòa bình thế giới. Thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Wallace có nói rằng là chứ ông sẽ cố gắng, ông xem thử như thế nào. Thì chúng ta cũng hy vọng trong một ngày gần nữa, nước Anh sẽ có những viện trợ vaccine cho Việt Nam thêm. Đó là thông tin Bộ trưởng Quốc phòng của Anh Robert Wallace chính thức thăm Việt Nam có như 3 ngày, trưa ngày 21 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7. Góc nhìn của tôi về vấn đề này như thế nào thưa quý vị? Rõ ràng Việt Nam là một quốc gia được nhiều cường quốc chú ý tới. Ông Robert Wallace tới Việt Nam trước khi mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ Lloyd Austin đến Hà Nội cuối tuần này, cho thấy rằng là Liên Âu và nước Mỹ rất e ngại thế lực bành trướng của Trung Quốc. Và không có quốc gia nào có đủ sức mà ngăn chặn Trung Quốc bằng Việt Nam. Cho nên nước Anh đã phải cử một ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đây là rất là hiếm có thưa quý vị, đến Việt Nam. Một hình thức ve vãn Việt Nam. Nước Anh cũng đã họp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật Bản qua trực tuyến cách đây 6 tháng đầu năm. Thì họ nói rằng là nước Anh sẽ hỗ trợ cho nước Nhật về vấn đề mà ở biển Hoa Đông, bảo vệ nước Nhật là một đồng minh của nước Mỹ, là đồng minh của nước Anh. Và như vậy đó thì nước Anh cử hai tàu sân bay tiến về biển Đông rồi để ra tiến về biển Hoa Đông. Thì cái trục giao thoa là Việt Nam, giao thoa là Việt Nam nên là cần sự hỗ trợ và hợp tác của Việt Nam hết mình. Và như bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng cũng đã trả lời ngay cho các phóng viên báo chí hỏi bà, thì bà nói rằng là cho các tàu sân bay quốc gia nào á thì cũng xin là tuân thủ theo các quy ước của UNCLOS 1982, tuân thủ theo cái chủ quyền của Việt Nam và bảo đảm được tự do hàng hải, đó là chuyện đương nhiên. Đương nhiên. Nhưng mà nếu mà tuân thủ đó thì đương nhiên là cũng cái việc mà quý vị biết rồi là tự do hàng hải là không có khai thác gì hết á, mà cứ việc đi di chuyển thì đó là chuyện bình thường. Việt Nam bảo vệ tự do hàng hải. Dứt khoát là Việt Nam bảo vệ tự do hàng hải. Nhưng như bà Lê Thị Thu Hằng cũng đã nói, đó là Việt Nam có chứng cứ chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Chủ quyền pháp lý, chủ quyền tài phán, vân vân, có hết Việt Nam. Cho nên đó là dứt khoát Việt Nam không để cho một tấc biển nào, tấc đất nào để cho ngoại bang thao túng. Đó là cương quyết của Việt Nam. Vậy thì cái tàu, hai cái tàu sân bay của nước Anh nó đi qua, thưa quý vị, đi qua Biển Đông đó, là nó nằm trong cái khuôn khổ đó. Nó hợp pháp chứ không phải là một điều ngăn trở cho cái tình hữu nghị giữa nước Anh và nước Việt Nam. Nó là một sự thắt chặt hơn vì nó là bảo vệ được tự do hàng hải. Và ai cũng hiểu rằng đó là một cái gì đó nhắm tới Trung Quốc. Đừng nghĩ rằng là Trung Quốc có thể thao túng, muốn làm gì thì làm ở Biển Đông, cũng như ngay cả Biển Hoa Đông. Đó là một tín hiệu rất rõ ràng nước Anh muốn gửi ra cho Trung Quốc. Và Việt Nam bây giờ đó thưa quý vị là được rất là nhiều cường quốc chú ý tới. Việt Nam thưa quý vị rất là đặc biệt, ở trong một cái thế cờ rất là đặc biệt. Mai mốt tôi có thể bình luận thêm, tôi nói là trên là Việt Nam trong bối cảnh cường các cường quốc. Nhưng mà bây giờ là Việt Nam đó là một đề tài mà tôi sẽ làm sau
Nhưng mà hôm nay thưa quý vị, là đề tài nói về nước Anh đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Anh đến Việt Nam. Thì tôi cho rằng đây là một dấu hiệu tốt vô cùng. Nó mở ra những cái chân trời mới cho Việt Nam. Và các cường quốc chú ý đến Việt Nam. Việt Nam có thể tương tác được với Trung Quốc và cũng có thể tương tác được với Liên Âu, cũng tương tác được với nước Anh, tương tác được với nước Mỹ. Việt Nam không có thù, không có kẻ thù thôi quý vị. Hay cho đó. Việt Nam không có kẻ thù. Thí dụ như là nước Mỹ đó, không có, tức là đối thoại được với Hàn Quốc mà không đối thoại nổi với Triều Tiên. Trong khi đó là Việt Nam vừa có thể đã đối thoại với Triều Tiên, có thể đối thoại luôn cả Hàn Quốc, đối thoại luôn cả nước Iran, mà cũng đối thoại luôn với những đối tác chống lại Iran như là Saudi Arabia, vân vân. Việt Nam có cái hay đó. Nên là với vị trí là giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, mà như nước Anh nói là đặt trọng tâm xoay chuyển trục về nơi đó, thì Việt Nam là một cường quốc trong tương lai. Tôi nói dùng cái danh từ là trong tương lai chứ không phải bây giờ. Là một cường quốc trong tương lai đó. Tôi nói trước đó. Sau mấy chục năm nữa là Việt Nam là một cường quốc trong tương lai. Vì Việt Nam sẽ đóng một vai trò là hòa giải các xung đột trên thế giới. Việt Nam sẽ đóng một vai trò là power broker, tức là trung gian giải quyết các cái vấn đề quyền lực của thế giới. Sẽ là một cường quốc. Tôi nói cái này đó, thì tôi biết là các bác chống cộng cực đoan á, là thù ghét bảo là ui làm sao mà có không? Nhưng mà đó, các bác chống cộng cực đoan ơi, các bác làm cái gì nữa? Bây giờ từ những ông Bộ trưởng Quốc phòng của nước Anh cũng lo đến mà gọi là ve vãn Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đến mà ve vãn Việt Nam. Chẳng lẽ cỡ giống như các bác 70-80 tuổi bây giờ chống gậy chưa xong mà đòi là cứ là ngày nào cũng giỏ mồm về rồi nói rằng là chứ là kích động để lật đổ nhà nước Việt Nam. Các bác làm gì được? Không có đâu. Đừng mơ nữa. Tới giờ phút này chứ còn có một cái là đoàn kết để xây dựng đất nước, chứ không phải là sống ăn mày dĩ vãng rồi đâm thọt chửi bới. Không thành công đâu. Hãy nhìn thấy những bộ trưởng quốc phòng của nhiều cường quốc mà còn ve vãn Việt Nam thì huống chi các bác là cái gì? Các bác là cái gì? Thôi ngưng đi. Tôi khuyên các bác thật sự như vậy. Buông dao đồ tể xuống thì thành Phật. Ngưng đi. Để cho đất nước an bình. Để cho những người Việt ở trong nước họ làm theo cái con đường của họ để xây dựng đất nước. Các bác nói đấu tranh là đấu tranh cho người dân Việt Nam. Có thật vậy hay không? Người Việt Nam đâu muốn các bác làm cái chuyện đó. Các bác đấu tranh là do cái tự ái của các bác, do cái ảo vọng quá khứ, chứ không có đáp ứng lại cái nhu cầu của người Việt Nam. Mà những người như là Bộ trưởng Quốc phòng của nước Anh là ông Robert Wallace, hay là Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ là ông Floyd Austin qua, là họ vì quyền lợi của nước của họ, nhưng mà họ cũng nhìn thấy rằng là sự tương tác và quan hệ chặt chẽ, cái nhu cầu của hai quốc gia, họ mới siết chặt với Việt Nam. Còn các bác á, là siết chặt cái gì gọi là cái Việt Nam Cộng Hòa mấy chục năm về trước á, là gần giống như bây giờ nó trở thành một cái bộ lạc hậu, sống ở trong cái sự lạc hậu đó thì không nên nữa. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả theo dõi với tôi về thông tin và góc nhìn của tôi cho chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Robert Wallace, đến Việt Nam từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.